Hi Lisa, konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Nhìn hoa sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của em là 4. Và trước khi vào học ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua mẫu ảnh. Hey, chào em, mình tiệt là sai. Thôi, các bạn nhìn vào hai bức ảnh này thì làm có gì đâu. Đúng rồi, một bạn nữ đó là sẽ nói là Hajimemasho. Bức tranh kế bên là trước khi ăn thì chúng ta cùng nhau nói với bạn bè là Tabemasho. Thì cái mẫu câu Masho thì chúng ta đã học rồi đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái động từ thể mới, đó là động từ thể trí. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Hajime yo và Tabe yo, ii desu ka? Rồi, để hiểu rõ hơn động từ thể trí, chúng ta cùng nhau đi vào phần cấu tạo của động từ này ha. Thì cái động từ thể trí là dạng động từ diễn đạt ý muốn và dự định của nó nè các bạn. Rồi, thì cái cách dùng của động từ thể trí là cái cách nói thân mật của Vemasho. Giống như hồi nãy mình đã nói là gì? Hajimemasho thì chúng ta sẽ có là Hajime yo, hoặc là Tabemasho chúng ta sẽ có là Tabeyo, ii desu ka? Rồi, cái động từ thể trí này là dùng trong hội thoại với bạn bè khi mà có ai đó hay đề nghị giúp ai đó làm việc gì đó, đúng không các bạn? Thì cái này chỉ có dùng cho bạn bè hoặc là người dưới tuổi hơn mình, chứ không có dùng cho người trên được ha các bạn ha. Thì các bạn nên chú ý cái phần này. Rồi, cách chi động từ thể trí, chúng ta đầu tiên chúng ta đi qua nhóm 1 nào. Rồi, động từ nhóm 1 thì chúng ta sẽ có những cái động từ đuôi y, thì chúng ta chuyển nó về là cái nhóm động từ đuôi o và cộng thêm ư vị trí các bạn. Rồi, các bạn để gõ, các bạn nhìn vào mẫu ví dụ nào. I must thì chúng ta chuyển thành ao, vị trí các bạn. Rồi, ikimasu chúng ta chuyển thành hàng cô thì chúng ta sẽ có là iko. Rồi, hanashimasu thì chúng ta sẽ chuyển thành hàng sho thì chúng ta sẽ có là hanasho. Ii desu ka? Hai, ii desu ne? Hai, mou ichu yatte kudasai. I must, ao, ikimasu, iko, hanashimasu, hanasho. Hai, ii desu ka? Hai, ii desu ne? Rồi, chúng ta cùng nhau đi qua nhóm 2. Rồi, nhóm 2 thì chúng ta sẽ có những động từ đuôi e thì chúng ta vẫn giữ nguyên và thêm vô vào. Ví dụ như hồi nãy là mình có là tabemasu, tabemasho thì chúng ta sẽ có là tabeyo, ii desu ka? Rồi, chúng ta sẽ có tiếp những là động từ nhóm 2 là động từ, những cái động từ tuy y thì chúng ta vẫn giữ nguyên y và thêm vô vào, ví dụ như là mimas thì chúng ta sẽ có là mio ii desu ka? Rồi, để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nhau qua một câu ví dụ đầu tiên. Tabemasu thì chúng ta vẫn tabe thì cái đuôi nó vẫn là e đúng không các bạn, thì chúng ta vẫn giữ nguyên là tabeyo ii desu ka? Hay tsugi oshiemasu. Oshiemasu thì chúng ta sẽ chuyển thành oshieyo ii desu ka? Hay ii desu ne? Rồi, mimas thì chúng ta sẽ chuyển thành mio. Hai, ii desu ka? Hai, ii desu ne? Hai, mou ichu yatte kudasai. Tabemasu, tabeyo. Oshiemasu, oshieyo. Mimasu, mio. Ii desu ne? Hai, rồi chúng ta cùng nhau đi qua cái nhóm cuối cùng, đó là nhóm 3. Lần đầu có hai động từ là shimasu và kimasu đúng không các bạn? Rồi, rồi mình sẽ có là shimasu chúng ta chuyển thành shio, ví dụ như là cùng nhau học thôi thì mình sẽ có nói cái mẫu câu với masho là, ví dụ như mình có là benkyo shimasho thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu động từ thể trí này là benkyo shio, cùng nhau học thôi, cùng nhau làm gì đó thôi ha các bạn ha. Rồi, để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi vào một câu ví dụ. À, mình chưa nói cái từ động từ nữa là kimasu thì chúng ta có gì này, vì đó là kimasu chúng ta chuyển thành koyo, ii desu ne? Hai, ii desu. Rồi, chúng ta cùng nhau đi qua một ví dụ. Chúng ta sẽ có là benkyo shimasu thì mình có là benkyo shio, ii desu ka? Rồi, motte kimasu, kimasu thì hồi nãy mình nói là chuyển thành koyo thì chúng ta sẽ có là motte koyo, đem lại đây thôi, được chưa các bạn? Hai, một chữ đổi sang tiếng Anh. Benkyo shimasu, benkyo shio, motte kimasu, motte koyo. Hai, ii desu ne? Rồi, để hiểu rõ một chút này về cái đoạn hội thoại của nó thì chúng ta cùng nhau đi qua một chút ha. Thôi, bạn nam đầu tiên bạn nói là chutto yasumanai, là nghỉ một chút không, thì bạn đó cái bạn kế bên của bạn đó nói là gì? Yasumo. Thì cái động từ yasumimasu thì chúng ta chuyển sang động từ thể trí là yasumo, là cùng nhau nghỉ thôi. Hay, rồi hãy tập cái đoạn hội thoại này nào. Chutto yasumanai. Yasumo. Ii desu ka? Hai, ii desu ne? Rồi, thôi các bạn nhìn vào cái bức ảnh này ha. Thì hai các bạn nữ thì đang
gì dọn dẹp nên các bạn nam này muốn gì vậy? Có gì cùng cùng nhau dọn dẹp nhé, mình có thể phụ một chút được không? Ví dụ vậy ha. Rồi thì mình sẽ có một câu là chị đâu có là mình giúp nhé, đúng không các bạn? Rồi thì bạn nữ này nói sao ta? Ê, arigato. Đây là đoạn hội thoại của những người bạn với nhau ha. Hay mời chị đợi chị là sao? Chị đâu có Ê, arigato. Hay, idesuka. À, idesne. Rồi các bạn đã hiểu về động từ thể trí này chưa ha? Rồi nếu mà có cái gì thắc mắc thì các bạn hãy gì luyện tập nhiều hơn về nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Ví dụ như nãy mình có là nhóm 1 thì mình đuôi y thì chúng ta chuyển thành đuôi ô. Ví dụ như là tetsudaima thì chúng ta sẽ chuyển thành tetsudou. Được chưa các bạn? Hay, idesne. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để gì để hiểu rõ hơn cái động từ thể trí này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata konnichiwa.